Sao mà không tới? Trời ơi, con cá sao nó xe gì? Nó xe... Ôi, trời ơi, nhóc luôn ơi. Nhóc luôn. Dữ lắm anh ơi. Nè, nó xuống dít nè, dữ lắm. Trời ơi, vô 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 rồi. Con gì bụ lắm. Trời ơi, không tới luôn. Ôi, quá trời luôn anh ơi. Quá trời luôn rồi. Rồi bây giờ là Linh sẽ nhờ anh ông anh Linh cầm máy, mà không biết là cầm máy có quay rõ không nha. Bây giờ là nãy giờ Linh đặt hai cái rồi, nhưng mà hai cái cỏ nó nằm ở giữa kinh luôn mà, nên là Linh không có chia sẻ cho các anh chị được. Thì giờ ngay chỗ này cũng Linh cái lỗ đó cũng Linh đã dọn rồi, nhưng mà ở trong bờ không phải đồ cầu cỏ nha. Cỏ thì anh em chỉ việc dạt ra rồi đè cỏ xuống anh em đặt lờ thôi, vậy là được rồi. Thì giờ Linh sẽ chỉ chi tiết cho các anh chị. Cũng những có nhiều anh em hỏi làm cái chổi này kiểu sao, thì Linh cũng chỉ luôn nha anh em. Linh mến chào quý cô chú anh chị đang xem trên kênh của Minh Khôi Vlog. Thì hôm nay là 3 đêm của anh chị. Thì hôm nay Linh để 5 đêm, 4 đêm cua đều kẹp hết lời của Linh nè. Hôm nay Linh tranh thủ đi thăm sớm là 3 đêm. Ở cua nó có kẹp không anh chị? Chứ giờ về kẹp riết Linh về Linh giá không nổi luôn rồi. Thì cũng có nhiều anh em yêu cầu Linh là chỉ cách đặt, chỉ cách cương cái lời ra luôn. Thì bữa nay á thì cái đường này còn 9 cái thôi. Thì Linh sẽ bây giờ Linh thăm nha, thăm rồi trên dọc đường đó rồi có cù cỏ nào á, Linh sẽ đặt thêm. Linh cũng có đem thêm 10 cái nào cua kẹp á, Linh thay luôn à, khỏi ngồi giá cho nó mất thời gian đó. Thì Linh đi thăm dài nè, có chỗ nào mà có cỏ đó im im á, Linh sẽ đặt một cái rồi Linh sẽ chỉ cô bác anh chị là cách đặt, rồi cách mà gọi là chạy luôn. Linh có đúng chạy theo nè, để cho anh em xem đó, chạy lát Linh chuốt cho cô bác anh chị xem luôn nha. Thì chỉ cách đặt này thì nó sẽ hơi lâu đó, rồi Linh sẽ cắt bớt những cái lờ cá ít, Linh sẽ cắt bớt và bù vào cái lúc mà Linh sẽ chỉ cách anh em đặt lờ. Thì bữa nay đi thăm cũng có ông anh của Linh. Chào cái ông anh. Chào cả nhà. Linh này có người phụ nên là nó sẽ hơi nhanh nha cô anh chị. Thì đây là cái đầu tiên của Linh nè. Bây giờ Linh để Linh trở camera lại rồi Linh đi thăm nha. Mong rằng là ba đêm nay là trúng như mấy bữa trước nữa nha. Như lần này lần thứ 7 rồi. 6 lần trước là đều trúng hết trơn à. Lần thứ 7 không biết sao đây. Thì Linh mời cô bác chị theo dõi hai anh em Linh cá nó có nhiều không nha. Thì mấy ngày nay là bão của bánh gì. Thì hổm thì mất hai cái mưa lớn, ngày sau này là bão. Nên là có thể có cá nhiều đó. Thì Linh nói vậy thôi. Rồi để Linh tải camera lại. Rồi bắt đầu thăm cái đầu tiên anh em ơi. Ôi trời. Còn những anh em mà nào mà không tin á, bây giờ là nghĩa là giờ Linh không có nói nữa nha. Anh em nào không tin thì mua thử một hai cái rồi gì đặt như Linh vậy đó là sẽ biết thôi, là biết nó hiệu quả hay không nha, chứ đừng có chửi Linh nữa. Rồi anh em mà đặt hiệu quả đó, anh em quay lại follow kênh cho Linh nha. Ôi, trọng đít rồi. Thấy trọng đít rồi, em già chưa tới này, sâu quá. Không có không? Nó dướng cỏ rồi, nó hỏng. Ôi, vô. Cá lóc. Nó dính. Ôi, ba con rô bì. Con cá lóc. Ôi, cái đầu tiên anh em ơi. Ôi. Đây nè. Thấy ham không anh em? Kệ, anh em nào không tin cũng được. Để anh em sau này đặt hết cá rồi anh em biết khi nào khi khi mà anh em đã biết cái này cái lời này lợi hại rồi á
là anh em hối tiếc nha anh em. Là anh em đặt nghề lợp á, là anh em sẽ bỏ, đặt được cái này được rồi đó, là anh em sẽ bỏ nghề lợp luôn à. Đặt cái này nó gọn nhẹ hơn, mà cá nó chạy mạnh hơn, mà phải biết cách đặt nữa nha anh em. Rồi, rồi anh cho anh bắt đi. Rồi giờ Linh sẽ để cho anh bắt nha. Linh tạm dừng. Ôi rồi. Hai cá rô mề, con cá trê, mấy cá chốt. Cá trê chà bá luôn. Cái thứ hai nha anh em. Bữa nay trúng rồi anh em ơi. Thầm hai cái, trúng hai cái luôn. Đã không? Cái này thấy bung bung lưới nè. Cái thứ ba nha anh em. Rồi vô sậy hết trơn rồi anh ơi. Vô sậy hết trơn rồi. Vô sậy là cá dữ lắm nha. Nè bung sậy nè, đây sậy nè anh em nè, thấy không? Rồi, sậy bung ra ngoài luôn nè. Hai cây luôn, hai cây sậy luôn. Nè. Nhờ cái chai nha anh em. Rồi một lờ luôn rồi. Trời ơi. Bung hết sậy luôn rồi. Một con cá lóc, ba con cá trê nha anh em. Ba cá trê bự nha anh em. Vụt hết sậy rồi. Ôi. Đây lên cho anh em xem cái này. Cái này nhiều lắm. Trà mà nó ra rồi anh ơi. Nó ra mướt rồi. Nhiều lắm, nó mới có bung sậy nha anh em. Có nghĩa là đây, con nhờ con cá trê này nó xe nè. Nó sẽ xe cái hôm lại. Là nó không ra được. Trên này cũng vậy luôn. Nè. Xe lại cá nó ra không được. Một khi mà nó vụt ba cái sậy rồi á. Là lưới nó sẽ dùng lại nha anh em. Nó sẽ dùng lại gì nè, rồi cái hôm này nó lộn ngược tới lại, lộn ngược tới ra là cá nó ra hết trơn à. Nè, được một cái lóc với hai cái trê, ba cái trê bự nha anh em. Đó, rồi lụm gạo anh em ơi, trúng rồi. Thôi cái thứ tư rồi xem sao nha anh em. Chổng đầu rồi. Không biết có không, thấy chổng đầu anh em ơi. Đây chổng đầu nè. Hả? Có không? Có. Vô. Đem trụng đây. Hai con lóc nha anh em. Rồi bữa nay lên trúng rồi. Nãy giờ cái nào cũng chạy thôi trúng rồi. Bữa nay no nữa rồi. Trời ơi, lần thứ 7 rồi anh em. Cá ở đâu á? Mình bắt hai cái lóc thôi. Nay Linh có người phụ á nên là dễ bắt, rồi bắt nó mau nữa nè. Rồi thì Linh tạm dừng nè. Trời ơi, ai giặt chỗ này rồi anh ơi. Ai giặt chỗ này rồi nè. Ôi. Nó bơi xuồng đi xịt anh ơi. Mất rồi chứ đâu. Còn cái cây nó lấy rồi, còn cái sậy không nè. Em lấy cái sậy lên cho anh coi nè. Nè, thấy không? Nó lấy cá vô cá, lấy cái lờ còn cái sậy. Nè, lấy sậy lại. Thì có cá mà nó xiệt mà. Rồi. Tiếp theo anh em ơi. Tiêu hết cái rồi. Ôi, người con cá trê rồi anh ơi. Ô, nó xe cái hôm lên rồi. Nè.
xe hôm lại. Thôi đường con cũng quý rồi anh em ơi. Rồi để cho anh bắt nha anh em. Đừng có giật nha, nó đứt hơn nha. Rồi. Rồi, bây giờ Linh sẽ nhờ anh ông anh Linh cầm máy. Mà không biết là cầm máy có quay rõ không nha. Bây giờ là nãy giờ Linh đặt hai cái rồi. Nhưng mà hai cái cỏ nó nằm ở giữa kinh không à. Nên là Linh không có chia sẻ cho các anh chị được. Thì giờ cái chỗ này cũng Linh, cái lỗ đó cũng Linh đã dọn rồi. Nhưng mà ở trong bờ không phải đồ cột cỏ nha. Cỏ thì anh em chỉ việc dạt ra rồi đè cỏ xuống anh em đặt lờ thôi. Vậy là được rồi. Thì giờ Linh sẽ chỉ chi tiết cho các anh chị. Cũng những có nhiều anh em hỏi làm cái chổi này kiểu sao thì Linh cũng chỉ luôn nha anh em. Thì mình dắt nhọn ra. Cái này hồi nãy Linh chặt sậy nè. Này cái sậy nha. Đó cái sậy. Ha anh em nếu muốn sậy bền thì anh em sạch chặt trúc cũng được nè, cái trúc nó cũng nhỏ nhỏ vậy nè. Đó. Đây anh em giặt xéo. Này cái này giặt xéo sẵn rồi. Giặt xéo bên đây, giặt xéo bên đây. Đó, rồi bắt đầu vào giặt xéo bên đây cái nữa. Cho nó nghịch nhau nha anh em. Đây, không biết anh em thấy không? Thấy không à. Đó, giặt xéo là đúng như này rồi nha. Đó. Đây, xéo thì nó sẽ có cái ngàm. Mình muốn làm ngàm dài thì mình làm mình cắt xéo cái nữa. Xéo vô. Đây. Đó. Là nó sẽ thành cái ngàm nè anh em. Đó. Rồi bắt đầu á. Rồi anh em mới thử cái lờ, anh em mới sọt vô. Đó, sọt vô cái lờ nè. Thấy không anh? Thấy. Ừ đó, rồi anh em đo. Đây. Đo nè, tới đây. Đó. Đó tới đây nè anh em. Đó, anh em bấm đây. Rồi nó cái mặt trên với cái mặt này này nha, nhớ nha. Đó nó phải cùng cái mặt gì mới được. Dạ, mấy anh bắt đầu anh em mới chút xéo vậy nè. Đó. Anh em lấy dao mỏng á nha. Còn này dao dày nó hơi khó nha anh em. Rồi giặt bên đây. Đó. Cái dao này nó dày quá, nó hơi khó nha anh em. Đó, thì nó sẽ thành cái ngàm thôi đây. Đó, bên đây cái ngàm đó nè. Đó, hai cái. Rồi bắt đầu anh em mới lấy cái lờ chổi ra sọt vô đây, bên đây nữa sọt vô gì đó, thấy không? Rồi nãy Linh cũng có làm sẵn hai cây này rồi, cái này cũng vậy thôi, y như cái này thôi. Rồi anh em đo đó, anh em sọt vô, thấy không anh? Đây, sợ anh em không thấy. Đây căng ra. Rồi anh em sọt vô đó, quên nữa, quên chế anh em nữa. Cái ở trên này nè, cái này nè, cắt cái máy lên. Anh em thấy cái này không? Nằm cái này, đích kiến là cái này nằm trên gì? Thì đây đây, nè đây, cái đường rãnh ở giữa nè. Linh sẽ chỉ chi tiết luôn, đường giữa đây. Thì đây nè, đây qua đây là một gang. Đó, nghĩa là qua đây. Đó, anh em thấy không? Còn ở dưới dạ này á, thì cái cây nhỏ nha. Cây nhỏ. Anh cầm cái máy mỏi tay gì vậy anh mỏi tay anh em ơi. Đây ngay giữa nha anh em, sao cầm ngay giữa vậy nè anh em. Sọt vô đây sọt vô, thấy không anh em? Đó sọt vô nè. Đó anh em sọt vô vậy nè. Đó rồi anh em mới cắt phải đo nha. Đó ngàm xong bên đây, hoặc là anh em sọt vô đây nè, là con cá nó khi mà cá vô nhiều quá là nó sẽ không vượt sậy nha anh em. Đó sọt vô gì nè. Đó rồi bên đây cũng vậy. Đó anh em sọt vô. Đó anh em mấy bên đây anh em cũng sọt vô lưới luôn nha. Tại linh làm cái ngàm dài quá, dài nên là biết chưa, sọt vô đây là khỏi sọt vô lưới, nó cũng vẫn được nha anh em, cũng không vượt. Cái này cũng vậy luôn. Rồi anh em mà rồi bắt đầu là anh em làm xong nè, thấy không anh em? Đó, để Linh quay vòng cho anh em xem nha. Đó. Rồi cái hôm này nè. Cái hôm này nè. Có nghĩa là anh em gọt cây cái sao cái hôm này là nó phải gục đầu xuống. Nghĩa là nó không có thẳng nha anh em. Đây, cái hôm mà nó thẳng như vậy nè là cá không có chạy nha. Bè cái máy lên. Đây. Thấy không? Thẳng vậy là nó không chạy. Làm sao mà nó dùng vậy nè. Nó dùng hơn cái này nữa nha anh em.
cái này là chưa có dùng gì mấy nha. Đó, dùng hơn cái này nữa. Anh em làm chổi, chổi làm sao mà cái hôm này nó dùng nữa. Thì cá nó mới chạy mạnh nha, chạy cá lóc, cá trê không à. Đó, chạy đủ loại cá hết. Gắn, rùa, đủ loại cá hết. Cá gì chỗ anh em, chỗ anh nói anh em cá gì là nó chạy theo cá nấy hết à. Đó là này Linh chỉ chi tiết. Còn là cách đặt thì dễ, cái này thì nó cũng dễ thôi. Nhưng mà cỏ thì nó hơi khó đặt. Thì anh em nghĩa là anh em dạt cỏ ra rồi anh em đè cỏ xuống. Đè sao mà cho nó cỏ ở lớp dưới nó đừng có nổi lên được rồi. Vừa với cái lờ thôi, anh em nhát xuống dạt hai cái đầu này thôi. Đó, là bảo đảm anh em là cá lóc, cá trê chạy, cá lóc, cá trê chạy dữ lắm. Còn giờ Linh sẽ xuống đặt cho anh em xem cái này. Còn con đó. Để cái chai vô anh em. Anh em để cái chai vô gì nè. Biết gì không? Cá nó vô nhiều quá đó. Khi mà nó vụt sậy này á, nó không có chìm. Không chìm cái lờ. Đó, hoặc là nhiều khi sậy nó cá vô nhiều quá, nhiều khi nó nhấn chìm luôn cái lờ không chừng nữa. Đó. Rồi giờ Linh đặt nha. Đây chỗ này hồi nãy nè Linh đã lội xuống, Linh giặt sẵn nè, giặt sẵn quay cho anh em nó nhanh thôi chứ Linh giặt nó thì nó lâu lắm. Đây cái này là không phải cỏ nha anh em chỉ cần nó giặt cái gì thì anh em để cái lời xuống như là xong rồi. Đây đó. Đó, xong rồi anh em, thấy không? Anh em thấy không? Đó, vậy là xong rồi đó. Đơn giản không? Đó, rồi anh em theo dõi, mai mốt theo dõi cái lờ này nha. Rồi cái này là Linh chỉ với là hiểu biết của Linh thôi nha. Còn những anh em khác biết rồi thì bỏ qua cho Linh nha. Hoặc là Linh thiếu sót gì anh em hãy chỉ cho Linh nha. Thì nói chung là Linh thì cũng mới biết đặt cái này thôi. Linh không bằng kinh nghiệm bằng anh em nha. Đó, rồi có gì sơ sót thì anh em bỏ qua cho Linh. Đáng lẽ là cái này nè, cái hôm phải gì nè anh em. Đó, mấy đúng nha anh em. Đó, nghĩa là vừa cái mi hôm này nè, vừa nhập gì thôi. Đó, là cá nó chạy mạnh hơn nữa nha anh em. Rồi giờ đi Linh đi thăm tiếp đi anh em ơi. Có người đi tới. Cái lờ này là lờ đặc biệt cho anh em. Tới nay thăm 6 lần là trúng 6 lần. Lần này không biết sao đây, lần thứ 7 nè. Lòi mất hết. Chắc này. Rồi, này nó không có lòi cái lợ anh em ơi. Cái cây cản của Linh vẫn còn nè. Ôi, cô Lý. Trời ơi, được có con cá trê vàng rồi nè. Này, hết cá rồi, chỗ này hết cá rồi. Thằng con cá trê vàng, thấy không? Như mấy cái sặc à. Ơi, cái chốt nhóc luôn. Nhóc có chốt luôn á. Nha. Rồi, giờ Linh tạm dừng nha em. Để cho ảnh bắt. Đừng lấy cây ra, để về cho em luôn. Đây này, cái lỗ nè, lỗ được lờ một lợt. Ơi, có cá này, cái này bị nó ngủ ngày rồi. Ôi, sao mà không tới? Trời ơi, con cá sao nó xe về, nó xe. Ôi trời ơi, nhóc luôn. Ôi nhóc luôn, trời ơi, một lợt cái trê luôn nè, cá lóc nữa. Nó xe sao sình hết con rồi, nó xe vô lưới nè. Ôi mấy cái con gà dính nước anh em ơi. Thấy cái lóc cái đầu không? Nó quá xấu. À, có anh em hỏi tại sao không đặt cặp mé. Trời ơi, đặt cặp mé còn cái nịch đó anh em. Đặt ngoài này, đặt về hạn chế anh em lấy lờ lên đó. Thả con cái lóc này đi đây nè, thả con này nè. Thả con này nha anh em. Đó, còn hai cái trê với con cái lóc, ba con cái trê chứ. Bắt nha. Ừ, con nhuyễn bò ngồi cay mắt lên luôn rồi.
con gì nó địch nóng hết hồn. Nó xe không? Được cái đường này nãy giờ Linh đặt được mấy cái ta. Để Linh làm cái anh em ơi. Rồi. Bắt đây anh đây. Cái đường này nãy giờ Linh đặt thêm được 6 cái rồi anh em. Trời ơi cái trời bự ghê nha. Hết biết cái trời rồi chứ. Bự. Linh đặt thêm được 6 cái vậy là nãy giờ là đường này là Linh mất 2 cái. Hổm Linh đặt 10 cái thì còn mất 2 cái còn 8 cái. 8 cái nãy Linh đặt 6 cái nữa là 14 cái rồi. Để Linh kiếm chỗ Linh đặt thêm 2 cái nữa. Cái đường này bây giờ đường này quá cá anh em. Lớp bắt cả con này nha. Con bự đó mình bắt, cái lóc bự đó mình bắt. Rồi giờ để anh bắt anh em ơi. Rồi Linh tạm dựng đây nha. Bự quá, nó bự quá giờ. Ê coi chừng. Bự quá nó gạt cái khó. Rồi Linh tạm dựng nha anh em. Rồi tới địa điểm thứ hai anh em ơi. Nãy cái đường đó Linh đặt thêm như là mình không biết mấy cái mà tổng hết là 17 cái đó anh em. Cái đường kinh 500 đó. Ê dữ lắm nha. Dữ lắm anh ơi. Nè nó xuống dít nè dữ lắm. Trời ơi. Vô rồi. Con gì bự lắm. Trời ơi. 1 kg. Con 1 kg luôn nè. Sao không đi lên cái cậu á. Ôi. Hai con cá lóc, một con cá dậy nha anh em. Cầm lên, lấy cái chai trước. Lấy cái chai trước rồi cầm lên cho anh em xem con cá. Hết biết không? Bự lắm anh em ơi. Lát gì còn cần con cá này nha. Hết biết thiệt. Vô mánh này. Bữa nay tổ đãi rồi. Quá mũi anh ơi. Đó. Hôm cái lờ này tại chạy một lờ cá gô luôn nè. Hôm nay chạy cái lóc cá dậy không. Ê. Rồi. Làm sao thoát khỏi tay của anh đưa em cái chai. Trời ơi gách cái lỗ. Gách lỗ này nè. Ở trên hả? Ở trên không sao. Rồi giờ đây Linh đặt lại nha anh em. Con cá lóc ngon không? Dạ ơi hôm nay chạy cá lóc không đã anh em đào sao cái này chạy có con không biết. Rồi lên lên rồi lên đặt lại. Con cái dậy anh ơi. Vậy là còn sống. Hên quá. Rồi để anh bắt ra nha anh em. Ui cái sạc không à.
tiếp theo anh em ơi. Cua que bả nó quay quay tranh bệnh trơn anh em ơi, không biết mấy cái lờ bả nó còn cái nào không, nó múc mấy cái lỗ lỗ lục bình đó, không biết là nó múc ngay không nữa nè, nếu mà nó múc ngay là rồi luôn. Cái đường huyền thoại của Linh chậm không tới luôn, ôi quá trời luôn anh ơi. Ôi ôi cái sạc, cái ký cái sạc á, phải không? Nãy giờ thả không à, hả? Phải không? À, em lúng đây luôn rồi. Anh lên đặt đặt đi, nãy giờ thả vậy cho em con vườn lên một xuống mệt quá nè. Bật hết đi, bật đi. Rồi chậm xuống đây đi. Giấy lờ còn nha anh em. Ba lờ chắc rồi quá. Rồi nghe cái lờ luôn anh ơi. Ôi móc lên lờ luôn rồi, hên quá. Hên quá, dục cái lờ nè. Trời ơi. Cá sặc không luôn. Bắt hết cá sặc này đi rồi mình kiếm chỗ khác mình đặt. Đặt lại cũng được đó. Làm liều luôn anh em ơi. Rồi để ông anh bắt hết bàn cá này. Bắt luôn đi. Rồi, lên tạm dừng nha. Vậy là xong luôn rồi anh em ơi. Mất cái lờ luôn rồi. Cái lờ của Linh có thể nằm ở dưới này nè. Nó ruộng cái này chắc nằm ở dưới rồi. Nó nằm dưới này. Rồi đây lên tạm dừng thôi coi. Lên kiếm cái có không vậy nè. À, cô bé quẹo mất hết hai cái rồi nè. Cái tiếp theo là kiếm có, nhưng mà một lờ cá sặc với một lờ cá sặc với con cá lóc chà bá nện luôn. Linh không có quay. Gỡ cây lấy chai ra, lấy chai ra trước. Bắt con cua luôn nha. Rồi Linh tạm dừng anh em ơi, cho anh bắt. Ôi trời. Bữa nay em về qua đây rồi. Bữa đó về qua đây rồi. Con trời em chuyển mưa rồi kìa. Nè, em về qua đây nè, thấy chưa? Hồi đó nằm bệnh á. Tưởng là mất rồi. Không ngờ là không mất rồi, em về qua đây. Nghe cái kẹt này nè. Trời ơi. Ồ, cái này có ai nhổng đít lên rồi. Ôi, có lỗ. Hết biết cái lỗ anh em ơi. Cua nó kẹp cái lỗ cỡ này đây nè. Mấy anh em thấy cái lỗ chưa? Xem mà nhổng có đít lên rồi ngủ đây. Có đó chắc có người không? Rồi, để Linh lấy cái khác đặt lại nha. Cua ở bên ngoài. Cua. Bắt mày luôn mày ơi, để mày vô lờ cho tao cái. Bắt nó luôn đây. Để nó vô lờ. Nó ở ngoài nó ăn con cá sặc bị ngủm. Trời ơi, hai con cua ở trong nữa. Hèn chi sao mà nó. Nó vô nó ăn cá sình.
Rồi bắt luôn đây. Còn cái cuối cùng đằng kia nữa anh em ơi. Rồi. Cái này hổm lụm con cá lóc đen xì luôn. Sập bá nền luôn. Rồi cái lời con y nguyên này nó không có ngã nghiêng như luôn rồi. Nó ngã nghiêng mới có nha nè. Cá bự vô á. Cái cuối cùng rồi. Chết heo heo quá. Coi. Ôi. Ôi cá rô bự. Còn cá rô với mấy cá sặc nè. Sặc bự mà bắt luôn đây. Bắt luôn. Cái cuối cùng mà cũng được anh em. Ôi nói chung là cái đường này giờ thua đường trỏng rồi. Để anh em lên bắt cái này rồi về, về cho cô bác anh chị xem kết quả của Linh hôm nay nha. Của hai anh em Linh hôm nay. Rồi giờ để anh bắt đi anh em ơi. Rồi giờ anh em Linh cũng vừa về tới nhà của anh chị ơi. Thì vừa về tới nhà thì cũng không mưa, ổng cũng lâm râm luôn. Lâm râm hơi hơi à. Lâm nhuyễn anh em nè. Nè ổng đang xì đây nè. Cũng hơn. Thì bữa nay Linh vừa đặt mà vừa vừa thăm mà vừa đặt á. Nên nó lâu. Đây là đợt cá trước nè. Những cá này. Đó, những cá này không biết còn ăn được không anh em ơi. Rồi bu luôn rồi. Đây là trước. Đợt trước cũng ngon ha anh em. Đây đợt sau. Đợt sau tệ nha anh em. Nhờ được con cá lóc ký này nha anh em. Nói ký với cũng khoảng chắc cũng khoảng 8 gram anh em ơi. Khoảng đó. Đó. Không được đây được luôn mấy cái vậy á. Đó, được nhiều đó, toàn là cá sặc không. Trời ơi, thất bại nha anh em. Chung là bữa nay thất bại. Lại mất hết 3 cái rồi. Một cái bị thăm. Bị lấy luôn, thăm lấy luôn. Còn hai cái kia thì cô bé làm mất tiêu luôn anh em. Đó, nói chung là cũng ngon nha anh em. Đó, đã không? Cái lóc này đã thiệt. Con này cho khoảng 7-8 gram đó lại. Không hồng hò. Chắc không đừng ký đâu. Cũng ngon em ơi. Đợt sau là chắc cú là. Đợt sau chắc cú là cá nhiều hơn này này đó. Vì Linh đặt thêm. Linh đặt thêm 9 cái nữa. 9 cái mà mất 3 cái bù vô thì cũng như là thêm được có 7 cái nữa anh em. Rồi anh em hãy đón sau cái clip sau sau của Linh nha. Ê, 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 ê. Trời ơi. Mạnh quá. Trời ơi, rồi không kia luôn anh em ơi. Thiệt tình chứ. Rồi, mong là lần sau là thăm. Rồi gà nữa rồi. Cái gà nữa kệ nó đi. Là sẽ nhiều nha anh em. Vì đặt thêm 9 cái điểm mới nữa là chắc cú luôn á. Đường kinh 500 đó là bây giờ là bữa hổm 9 cái mà mất người ta lấy 1 cái còn 8. 8 cái đặt thêm 9 cái là đường kinh đó là 17 cái. 17 cái là chuyến sau là vô rồi anh em, bị đường kinh đó lúc nào cũng cá chân này. Là thăm lần thứ 7 rồi. Mà cái cá vẫn chạy đều đều nha anh em. Rồi giờ nói chung video này cũng hơi dài đó. Giờ Linh kết thúc video đây, hẹn cô bác anh chị lại cái video sau nha. Linh cảm ơn các anh chị đã xem hết cái video của Linh.